で、あの一応出来上がります。で一応ですか。一応です、うん、完全にだけど、あのいや完全に、うん、そうですね、完全と言ってもいいかな。このでな水がなくなるまで煮たら食べられるから、ăn, ừ, một ok, thì sau khi cả nước là chúng ta có thể ăn được món ăn này rồi, có thể thưởng thức món ăn này rồi. Sao sao? Anh ơi. Cô đợi. Em sao nào? Đứng lùi về sau chút. Rồi bắt đầu. Cái món chám của mình ấy thì mình bảo quản bằng cách là mình làm cho nó chín lên rồi thì mình tách ra, xong mình bảo quản bằng cách khô thì mình dùng nhiều thời gian hơn. Quả chám tím của mình ấy mình làm cho nó khô đi này, rồi mình ngâm nước qua đêm. Mình ngâm nước qua đêm mình có thể để ở ngăn mát của tủ lạnh. Mình ngâm nước qua đêm thì mình có thể ngăn mát tủ lạnh. Rồi cầm 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 ra đã, cầm ra đây. Rồi cầm luôn cái chám khô xong rồi. Đấy, cái chám này là mình đã làm khô rồi. Quả chám của mình làm cho nó chín rồi mình tách ra xong mình sấy khô. Thì từ cái chám khô này mình cho nước vào mình ngâm để qua một đêm. Hoặc là sau vài tiếng mà nó đủ mềm thì mình cho một chút muối vào. Mình sóc lên. Rồi cứ xong nha. Mình sóc đều nó lên. Thì còn gạo nếp của mình. Gạo nếp này của mình thì mình ngâm nửa tiếng. Này mình ngâm có nửa tiếng thôi, mình làm thì nó nguội rồi, đúng rồi, bếp. À, cái gạo nếp này thì mình ngâm có nửa tiếng thôi. Là mình làm theo phong cách của Nhật, tức là nếu ngâm qua đêm thì nó bị âm đi. Đấy, cho nên là mình cố gắng là mình ngâm ít thôi. Đúng nửa tiếng sau thì mình vớt ra mình xào với một chút nước. Đấy, cái nước này của mình nó sẽ là một chút nước trắng và cái gạo này. Cho một tay. Nó rất đơn giản mà cái tô này người ta ăn ta chỉ thấy ngon, ta không hiểu lý do tại sao ngon thế. Tức là mình không làm mất đi cái dương tính của hạt gạo. Thế mình chắt nốt cái nước chám vào đây. Mình chắt nốt cái nước chám vào đây, mình xào nó lên. Mình cho một chút xíu muối nó vào. Vừa ăn. Thế mình xào cho nó chín lên. Cái tỷ lệ nước với lại gạo này nó xâm xấp ngang nhau. Đấy, các bạn nhìn này. Tỷ lệ nước này xâm xào ngang nhau. Mình xào trong vòng có mấy phút thôi là bắt đầu nó rút hết nước vào trong này. Sau khi nó rút hết nước vào trong này xong thì mình sẽ trộn nốt cái chám này vào. Trộn đều với nhau xong là mình cho lên chọn mình mọi đồ này. Thì cái món xôi chám này nó rất đặc biệt. Cháu mang cái mũ xôi chám này cho mình. Kỹ thuật này với kỹ thuật ngâm gạo có nửa tiếng thôi, xong mình đổ nước vào mình xào lên như thế này thì trong một thời gian ngắn mình đã có xôi ăn mà rất là ngon và mềm. Và khi ra ăn ta chỉ thấy ngon, không hiểu lý tại sao cái món xôi này nó lại ngon thế, bởi vì mình không làm mất cái dương tính của gạo. Mình ngâm cái gì qua đêm là nó bị âm rất là nó. Mình phải học những cái cách bảo trì lại cái này. Sau này có một cái đảo qua đi. Đấy, nó cạn bây giờ này, nó cạn hết bây giờ. Cứ đảo đi. Sau đó mình có thể dùng hình ảnh cho mình quyết mình ở ngoài cũng được. Không cho chám ạ. Tí nữa, cho nó nguội đi, bây giờ nó bắt đầu nó hút này. Đấy, nó tiếp tục nó hút khô vào này. Hay lắm. Đó, bây giờ mình đảo nhẹ, đảo đều này. Xong mình cho lên cái chõ. À. Vâng. Thế thôi. Đơn giản lắm mà không ai nghĩ ra, thế phải đi học nấu ăn. Cho cái chõ lên đây. Cái chỉ chứng minh tí là hiểu vấn đề đấy. Đồ đảo xong rồi ra xôi, bỏ vô cháo là ra xôi rồi. Rồi cho vào trong đi. Chị
đừng nhìn thế này đi, lên nhà chuẩn bị cho mâm cơm cho mình ăn đi. Từ từ có đi chứ không thì mọi người đã đi. Rồi sao? Cái món xôi chám này nó ngon nổi tiếng.